Cậu Palmer đã qua mặt hàng loạt tên tuổi của làng cầu xứ sở sương mù như Harry Kane, Jude Bellingham hay Bukayo Saka để được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh mùa giải 2023-2024. Bukayo Saka chính là chủ nhân của giải thưởng này trong hai mùa giải liên tiếp vừa qua trước khi bị Palmer vượt mặt. Homie của Palmer là Madueke đã ngay lập tức không bỏ qua cơ hội này để nịnh Palmer một tí. Tôi nghĩ là cậu ấy không có giới hạn phát triển gì đâu, tiềm năng của cậu ấy là vô hạn. Đó là một cầu thủ vô cùng đặc biệt, kiểu cầu thủ không biết áp lực là gì, kể cả trong những tình huống áp lực đè nặng nhất. Người xưa hay có câu nói, phớt tỉnh ăn lê để chỉ rằng người Anh thì lúc nào cũng bình tĩnh, và Palmer chính là người nâng tầm sự bình tĩnh này lên một mức còn cao hơn. Có lẽ tính đến thời điểm này, vết gợn duy nhất của Palmer chính là việc anh vẫn chưa được Lee Casely đặt làm nhạc trưởng tại Anh. Thực ra cũng khó cho ông Lee Casely khi mà tuyển Anh có quá nhiều nhạc trưởng dẫn đầu. Cậu Palmer đã chứng minh rằng mình hoàn toàn xứng đáng với sự công nhận và đánh giá cao nhờ những thành tích vượt trội từ khi gia nhập Chelsea. Sự xuất sắc của anh không chỉ thể hiện qua những màn trình diễn trên sân cỏ mà còn được chứng minh bằng các số liệu thống kê nổi bật. Theo bảng thống kê từ SofaScore, Palmer có trung bình điểm số là 7,78, chỉ đứng sau Kevin De Bruyne 8,03 và Rodri 7,93, hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Điều này cho thấy, dù mới gia nhập Chelsea, Palmer đã nhanh chóng hòa nhập và thể hiện khả năng của mình trong màu áo mới. Về khả năng ghi bàn, Palmer đã ghi đến 28 bàn, chỉ xếp sau siêu sao Erling Haaland với 35 bàn. Số bàn thắng này giúp cho Palmer vượt qua nhiều tên tuổi lớn và thể hiện vai trò quan trọng của mình trong việc gánh vác hàng công của Chelsea. Ngoài ra, anh cũng có số kiến tạo ngang bằng với Ollie Watkins 15 kiến tạo, chỉ hơn một lần so với Mohamed Salah 14 kiến tạo. Điều này minh chứng cho khả năng tạo ra cơ hội của anh không hề thua kém bất kỳ cầu thủ nào ở Premier League. Bên cạnh đó, Palmer còn có những thành tích cá nhân đáng chú ý khác, bao gồm việc đạt được 4 lần xếp hạng điểm hoàn hảo, vượt xa những cầu thủ tên tuổi như Phil Foden và Bruno Fernandes chỉ đạt được 1 lần. Điều này khẳng định anh không chỉ là cầu thủ duy trì phong độ ổn định mà còn thường xuyên thể hiện xuất sắc vượt trội trong các trận đấu. Palmer còn ghi dấu ấn với việc ghi nhiều bàn thắng trong một trận đấu, đạt tới 4 bàn, chỉ ngang với những cầu thủ đẳng cấp như Haaland. Đặc biệt, Palmer cũng cho thấy khả năng ghi bàn từ xa với 5 pha lập công từ ngoài vòng cấm, chỉ đứng sau Phil Foden 6 bàn và ngang bằng với Eberechi Eze. Tất cả những thống kê này không chỉ cho thấy tài năng toàn diện của cậu Palmer mà còn chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với sự công nhận từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn trong thời gian qua. Với những thành tích hiện tại, Palmer hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tỏa sáng và ghi dấu ấn hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Cậu Palmer từ khi gia nhập Chelsea vào hè 2023 đã nhanh chóng chứng minh mình là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc và tiềm năng nhất của bóng đá Anh. Để hiểu rõ hơn sự phát triển vượt bậc của Palmer tại Chelsea, trước tiên chúng ta cần nhìn lại hành trình của anh từ Manchester City đến Stamford Bridge. Dù được đánh giá là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất của lò đào tạo Man City, Palmer đã gặp khó khăn trong việc khẳng định mình ở đội bóng cũ vì không có đủ cơ hội ra sân. Điều này dẫn đến quyết định táo bạo của anh rời khỏi vùng an toàn để đến một nơi mà anh có thể phát triển toàn diện hơn. Và Chelsea đã trở thành một bệ phóng lý tưởng để Palmer bứt phá. Một trong những lý do lớn nhất khiến Palmer không thể tỏa sáng ở Manchester City đó là do sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình của Pep Guardiola. Ở vị trí sở trường của anh, tiền vệ công hoặc chạy cánh phải, Palmer phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm như Bernardo Silva, Phil Foden và Riyad Mahrez. Ngay cả khi Mahrez rời Man City vào hè 2023, cơ hội cho Palmer vẫn rất hạn chế. Guardiola thậm chí thừa nhận rằng nếu ông trao cho Palmer nhiều phút thi đấu như đã làm với Foden, có lẽ tiền vệ trẻ này sẽ không rời đi. Nhưng Pep cũng phải thú nhận rằng với đội hình giàu sức cạnh tranh như Man City, ông khó lòng đảm bảo thời gian thi đấu ổn định cho Palmer. Chỉ 10 phút thi đấu ở Premier League trong tháng đầu tiên của mùa giải, Palmer nhận ra rằng dù tài năng đến đâu, cơ hội phát triển của anh tại Man City vẫn còn rất hạn chế. Anh muốn nhiều hơn, muốn thi đấu nhiều hơn, muốn có ảnh hưởng lớn hơn đến đội bóng. Đó là lúc mà Chelsea đến với một lời đề nghị hấp dẫn và đầy tiềm năng. Palmer biết rằng mình phải ra đi để tìm cơ hội mới, một môi trường nơi mà anh có thể thực sự tỏa sáng. Và khi đã đặt chân đến Chelsea, Palmer ngay lập tức cho thấy mình đã sẵn sàng cho bước đột phá trong sự nghiệp. Ở Chelsea, Palmer đã tìm thấy những điều mà anh không có được ở Man City. Thời gian thi đấu nhiều hơn, vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng. Không còn là cầu thủ dự bị chờ đợi cơ hội, Palmer được trao nhiều trách nhiệm hơn và có không gian để phát triển bản thân. Anh bắt đầu định hình rõ ràng phong cách chơi bóng của mình, điều mà trước đây ở Man City anh chưa có cơ hội phát triển đầy đủ. Ở vị trí tiền vệ công hoặc đá rộng bên cánh phải, Palmer tỏ ra cực kỳ linh hoạt và thông minh trong việc di chuyển không bóng, tạo ra nhiều cơ hội tấn công cho Chelsea. Khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm chính xác là điểm khác biệt lớn nhất của Palmer so với những tiền vệ công khác. Anh biết cách chọn vị trí một cách thông minh, thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương và khai thác khoảng trống giữa hàng phòng ngự và hàng tiền vệ của đối thủ. Kỹ năng này giúp Palmer nhanh chóng trở thành một nhân tố nổi bật tại Chelsea. Ngoài ra, kỹ năng dứt điểm của Palmer cũng đã có sự cải thiện đáng kể từ khi gia nhập đội bóng mới. Ở Man City, anh không có nhiều cơ hội để hoàn thiện khả năng này,
Nhưng tại Chelsea, Palmer đã cho thấy sự tự tin và sắc bén hơn trong các pha dứt điểm, đặc biệt là với những cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Kỹ thuật lách người rồi dứt điểm của Palmer, tức là nhanh chóng lách qua đối thủ rồi dứt điểm ngay lập tức trước khi đối thủ kịp bình tĩnh cản phá. Đây đã trở thành một trong những thứ vũ khí lợi hại trước khung thành đối phương, đặc biệt là trong không gian hẹp như vòng cấm địa. Điều này chứng tỏ rằng khi có không gian và thời gian phát triển, Palmer hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ có khả năng ghi bàn đáng gờm. Mặc dù vẫn còn cần cải thiện ở những cú sút gần cột gần, Palmer đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong khả năng tấn công của mình. Một yếu tố khác giúp Palmer tỏa sáng tại Chelsea chính là phong cách chiến thuật của đội bóng này. Nếu như tại Man City, hệ thống của Pep Guardiola yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt, thường giới hạn sự sáng tạo cá nhân, thì tại Chelsea, Palmer được trao nhiều sự tự do hơn để thể hiện cá tính và khả năng sáng tạo của mình. Ở đây, Palmer không còn phải cạnh tranh khốc liệt với những ngôi sao hàng đầu khác, mà thay vào đó, anh đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch tấn công của đội. Điều này đã giúp Palmer phát huy tối đa khả năng của mình, từ di chuyển thông minh, xử lý bóng khéo léo đến dứt điểm sắc bén. Ở mùa giải này, sự kết hợp giữa Palmer và Nonny Madueke trong hàng công của Chelsea đã tạo ra một sự kết nối đáng gờm. Cả hai đều có kỹ thuật cá nhân xuất sắc, tốc độ và khả năng xử lý bóng thông minh, khiến cho các pha tấn công của Chelsea trở nên biến hóa và khó lường hơn. Sự hiện diện của Madueke không những không làm giảm đi vai trò của Palmer, mà ngược lại càng giúp anh có nhiều cơ hội để phát huy khả năng. Madueke thường kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo ra khoảng trống cho Palmer thực hiện những pha xử lý tinh tế và dứt điểm. Cả hai đã tạo nên một mối liên kết chặt chẽ, đem lại hiệu quả cao trong các đợt tấn công của Chelsea. Một điểm đặc biệt của Palmer chính là nhịp pausa, khả năng ngắt nhịp, giữ bóng trong một khoảnh khắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Một kỹ năng rất Tây Ban Nha, thứ mà không nhiều cầu thủ tại Anh có thể cảm thụ được. Nhờ kỹ năng này, Palmer có thể tạo ra sự bất ngờ cho đối thủ, làm rối loạn hệ thống phòng ngự và mở ra cơ hội tấn công cho đội nhà. Điều này giúp anh trở thành một trong những cầu thủ quan trọng trong việc kết nối giữa hàng tiền vệ và hàng công của Chelsea. Không chỉ linh hoạt trong vị trí tiền vệ công, Palmer còn có thể giạt ra cánh, thậm chí đảm nhận vai trò số 10. Sự đa năng này khiến cho anh trở thành một tài sản quý trong đội hình của Chelsea, bởi anh có thể thay đổi vai trò linh hoạt trong các trận đấu, tùy theo yêu cầu chiến thuật và đối thủ. Điều này đã giúp Palmer trở nên ngày càng quan trọng hơn trong đội hình chính của Chelsea và anh đã khẳng định được vị trí của mình một cách vững chắc. Cậu Palmer kể từ khi gia nhập Chelsea đã bứt phá mạnh mẽ và chứng tỏ mình là một ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. Sự tự do trong lối chơi cùng với việc được trao trách nhiệm và cơ hội đã giúp anh phát huy tối đa khả năng của mình. Không còn là cầu thủ dự bị chờ đợi ở Man City, Palmer giờ đây là một trong những trụ cột của Chelsea, góp phần quan trọng trong những đợt tấn công của đội bóng London. Với phong độ như hiện tại, Palmer chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn và là một trong những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Anh trong tương lai.